Hết rõ nhất của tôi giống được ngày hôm nay, chúng ta sẽ tay ra tay tài để tìm ra thứ đưa đi được đẹp nhất của sư. Thế đáng à? Cái này rất khác biệt anh em hiện nay là anh em thủ trấn. Cố lên. Anh em gọi chó thì uống cái hút vào đi, chuẩn bị tinh thần để chạy nhé. Vâng. Đây là phần thi hấp dẫn nhất của ngày hôm nay ở phần thi của hạng đực. Chúng ta sẽ tìm ra chú chó đực đẹp nhất của tôi ngày hôm nay. Sau đấy ra phần thi đẹp, cái đẹp nhất rồi đó. Chú đấy 324 và chú đấy số 10. Chúng ta chuẩn bị cho được xem thi. Câu đi anh. Câu đi giám khảo, người ta đang xem giờ. Tất cả anh em tác nghiệp máy ảnh quay phim thì chúng ta sẽ ngồi một khu vực nào để thuận tiện cho giám khảo chấm thi và các thay đổi chạy chó. Đi xuống. Đi chuyển chặn nè, đi chuyển chặn đi. Đi chuyển chặn đi, giữ khoảng cách. Chú đâu có mẹ đâu thôi. Chú đi vào đây thôi. Rồi tất cả di chuyển chậm nè, giữ cái 5 mét nè. Chặn đi. Di chuyển chậm đây. Chặt mà chết chặt. Ba chín. 39 lên trước, 29 nào. Tất cả vẫn di chuyển chậm nhá. 3 trước để vị trí cho 29, 29 để vị trí cho 29 nào. Rồi, không vào đây. Tiếp tục di chuyển. Và trước 29. Nào tất cả lớn con tiếp tục di chuyển chậm nhá. 29 di chuyển đi. Chạy chậm nhá. Tất cả quay chạy lại thử cho anh. Chạy chậm nha, tất cả chạy chậm nha. Hello. 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 Hello.
Chạy nhanh nào. 39 chạy đi. Chạy nhanh cái này. Chạy nhanh nào. Chạy đi. 28 chạy đi. Mẹ nhà. Chạy đi. 11 di chuyển nhanh nào, chạy nhanh. Anh ảnh ngoài ra kia. Đi sâu. Anh ơi. Chạy nhanh nào, tiếp tục chạy nhanh nha. Phần thi trang được đẹp nhất sau nên là rất là phê duyệt. Diễn đi nào, sẽ đạp nếp xe đây ạ. Khán giả sẽ ủy bình chọn một số. Số đồng với bóng là 8-6-8-6 ạ. Để bình chọn nó diễn đi yêu thích của mình ạ. Đối tư dân và thất hạng đang trong mảnh hồng vi của tùy ma. Chú chó được đẹp nhất. Và chú chó nào sẽ đẹp nhất sau đây ạ. Tiếp nước lần 1. Bình chọn và số 8-6-8-6 để bình chọn ra thí sinh đẹp nhất đi ạ. Tiêu nước cho chó và handler. Phần thi này mệt mà khá là vui. Xôi. Chặn đây anh Hùng ơi, đi chặn đây nào. Tất cả hai lê cố gắng điều khiển di đi thật tốt vào. Đi chặn thôi. Thi này quyết định sẽ tìm ra được con di đi nào đẹp nhất sâu. Vậy nên chủ chó và hai lê cố gắng hối hợp ăn ý vào. Đi chặn đây. Giữ sức để đánh chạy. Các chủ chó chạy thì cố gắng chạy xa xa ra ngoài một chút để tránh đường vinh ra để các con phía sau ta thể hiện ạ. Thank you.